Thanh Tâm xin kính chào quý vị. Chúng tôi hiện đang có mặt tại Hội Phụ Nữ Toronto để tham dự phiên họp Đại Hội Đồng Bất Thường để bầu ra Hội Đồng Quản Trị mới. Và bây giờ là một số hình ảnh do phóng viên SP Chan ghi lại. Mời quý vị theo dõi. Dù đã nhiều lần được giải thích, khuyến khích về việc nên treo lá cờ di sản, biểu tượng của cộng đồng trong các lễ hội, nhưng Tết Trung Thu do Hội Phụ Nữ tổ chức mấy năm nay vẫn không có treo cờ và chào cờ. Hội Đồng Quản Trị nêu lý do vì sợ bị thu hồi giấy phép hoạt động sau nhiều tranh cãi sôi nổi. Số đông hội viên trong buổi họp ngày 21 tháng 8 năm 2015 đã yêu cầu cô Emily Nguyễn, chủ tịch đương nhiệm, từ chức vì thiếu khả năng lãnh đạo và mất sự tín nhiệm của hội viên. Trước đây khoảng 2 tháng, giám đốc điều hành là bà Kim Phượng cũng đã từ chức, nên hội phụ nữ ở tình trạng thiếu người lãnh đạo, hội viên và nhân viên rất hoang mang. Do sự kiện Hội đồng Quản trị của Hội Phụ nữ Việt Nam đồng loạt từ chức vào ngày 21 tháng 8, nên Hội đồng Cố vấn đã triệu tập và chủ tọa một đại hội đồng bất thường để bầu lại Hội đồng Quản trị mới. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều đại diện hội đoàn hiện diện tại phiên họp đại hội đồng bất thường này và đồng loạt bày tỏ sự quan ngại về việc chối bỏ truyền thống treo cờ vàng. Sau đây, ông Lê Minh Tuấn, đại diện nhóm Liên minh Dân chủ sẽ chia sẻ quan điểm của mình. Đây là một cái lá cờ di sản của cộng đồng người Việt, không những ở tại Toronto mà cho toàn thể Canada và toàn thể trên thế giới. Vì cái lá cờ này nó để cho chúng ta biết rằng đây là cái biểu tượng thiêng liêng của cái cộng đồng người Việt tự do ở tại hải ngoại. Do đó khi mà cái lá cờ này mà bị một số những hội đoàn cũng như là một số cá nhân mà chỉ trích coi như đây là cái lá cờ của cái chế độ cũ, chúng tôi coi như đó là một cái thông tin rất là sai lạc và cần phải được phổ biến lại để mà cho cộng đồng cũng như là tất cả những người còn tị nạn ở tại Canada phải nhớ rằng đây là cái lá cờ mà chúng ta có được cái quyền để mà treo ở tại Canada này. Từ đầu năm 2015, hơn 30 thành viên cộng đồng đã phải tìm nơi khác sinh hoạt vì bất bình với cách làm việc và thái độ của những người lãnh đạo hội phụ nữ đối với họ. Cô Dương Thị Bạch Tuyết, trưởng nhóm Sống Vui, Sống Khỏe, kể thêm. Chúng tôi là những người tị nạn cộng sản. Chúng tôi cái lá cờ mà di sản của người tị nạn là lá cờ vàng ba sọc đỏ mà hội phụ nữ không chấp nhận. Đã hai kỳ làm lễ Trung Thu 2013 và 2014 họ không treo cờ. Tôi thắc mắc, tôi có hỏi hội đồng quản trị ở đây thì được cô giám đốc, cô trả lời là cô nói đây không được quyền treo cờ. Treo cờ là làm chính trị, mà làm cộng đồng mà làm chính trị thì bị mất cái funding. Cho nên chúng tôi bất đồng ý kiến, đã kêu gọi hỏi mấy lần thì cô giám đốc ở đây đó, cô trả lời là không thể được, cho nên chúng tôi phải đi ra. Phóng viên SP Chan cũng đã tìm gặp cô Emily Nguyễn, là chủ tịch đương nhiệm của Hội Phụ Nữ để mong hiểu rõ câu chuyện. Nhưng rất tiếc, cô đã từ chối bình luận và rời khỏi khán phòng trong lúc cuộc họp chỉ vừa bắt đầu. Tưởng cũng nên nói thêm, từ nghệ sĩ Ngô Thanh Hải đã gửi thư nói rõ rằng việc treo lá cờ di sản là hợp pháp nên khuyến khích trong các sinh hoạt cộng đồng tại Canada. Bà Barbara Finley, đại diện thành phố Toronto khi tới dự buổi họp 21 tháng 8 cũng cho biết, họ sẽ không xen vào các sinh hoạt nội bộ các hội đoàn hoặc các trợ cấp như Hội đồng Quản trị Hội Phụ Nữ đã thông tin trước đây. Sau khi lắng nghe ban tổ chức trình bày lý do có phiên họp đại hội đồng bất thường, giới thiệu tiểu sự của chính ứng cử viên Hội đồng Quản trị mới, tất cả 174 hội viên đã đồng loạt góp ý và bỏ phiếu kín và 9 người đều đắc cử. Ngay sau đó, Hội đồng Quản trị mới đã có cuộc họp khẩn cấp bầu ra ban chấp hành mới. Mời quý vị lắng nghe lời tâm tình của tân chủ tịch Hội Phụ Nữ, bà Hoàng Bình Minh chia sẻ. Sau cái biến cố mà rất là làm hội phụ nữ rất là xáo trộn, thì chúng tôi đây là những cái người với cái tâm huyết và muốn tham gia vào cái việc cộng đồng, thành ra cùng nhau ứng cử vào ban quản trị để cùng nhau tiếp tay góp sức để làm cho hội phụ nữ Việt Nam ở Toronto càng ngày càng vững mạnh. Trước khi phiên họp kết thúc, một số hội viên và đại diện hội đoàn đã chia sẻ cảm nghĩ về kết quả cuộc bầu cử hôm nay. Đa số đều hân hoan và hài lòng, cũng như mong muốn ban chấp hành mới sẽ tiếp tục gánh vác trách nhiệm phục vụ cộng đồng của hội phụ nữ, đúng với chủ trương của người sáng lập hội. Có thể nói, phần cảm động và ấn tượng nhất là khi anh Nguyễn Ngọc Duy, đại diện ban tổ chức đã yêu cầu tất cả các vị quan khách hiện diện cùng hát vang ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Tiếng vỗ tay nhịp nhàng theo điệp khúc Ta khuyên cháu con, ta còn tiếp tục làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam đã khiến nhiều người xúc động.
Mong rằng trong giai đoạn chuyển tiếp, tất cả 9 thành viên trong ban hội đồng quản trị mới sẽ đoàn kết và làm việc chặt chẽ để hội có thể đáp ứng và phục vụ các dịch vụ nhu cầu cần thiết cho các hội viên và cộng đồng. Thanh Tâm, phóng viên SBTN, chương trình từ thành phố Toronto.